Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sức khỏe trên kênh Sức khỏe hạnh phúc. Trong bản tin sức khỏe hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung như sau. Những thực phẩm dễ gây ung thư, càng hạn chế ăn càng tốt. Dưới đây là những loại thực phẩm dễ khiến tế bào ung thư tấn công cơ thể. 1. Thịt đỏ. Các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn và thịt cừu có khả năng gây ung thư. Theo WHO, dù nghiên cứu vẫn còn hạn chế, các nhà khoa học đã chỉ ra được ăn thịt đỏ là nguyên nhân gây ung thư đại trực tràng. Ngoài ra, thói quen này cũng có mối liên hệ với ung thư tuyến tụy và ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, thịt đỏ vẫn là nguồn cung cấp protein, vitamin B và sắt tuyệt vời nếu bạn biết kiểm soát khẩu phần ăn. 2. Thịt nướng. Khi tất cả các loại thịt, bao gồm thịt gia cầm, thịt bò và thịt lợn, được nấu ở nhiệt độ rất cao, chúng sẽ giải phóng các hóa chất có liên quan đến ung thư. Chuyên gia Kennedy khuyến cáo mọi người nên thường xuyên lật thịt trong quá trình nướng và tránh ướp đường hoặc thêm gia vị sau khi nấu. 3. Bắp rang bơ. Những túi đựng bắp rang bơ có chứa beta-glucuronin, axit beta-glucuronate và beta-glucuronate sulfonate để ngăn dầu thấm qua bao bì. Khi tiếp xúc với nhiệt nóng, những hóa chất này sẽ thấm vào bắp rang. Khi bạn ăn phải những chất này, chúng xuất hiện dưới dạng chất gây ô nhiễm máu. Chất phô có mối liên hệ với các khối u trong cơ quan động vật gan, tuyến tụy, tinh hoàn và tuyến vú ở chuột, đồng thời nó cũng làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. 4. Thực phẩm biến đổi gen mô. Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh, biến đổi gen và các hóa chất được sử dụng để phát triển các thực phẩm biến đổi gen là những thực phẩm được thay đổi cấu trúc gen nhờ sự tác động của con người nhằm mục đích nâng cao năng suất, sản lượng, có tác động đến khối u làm chúng lớn lên nhanh chóng. 5. Các loại canh rau để qua đêm. Do hàm lượng nitrat trong các loại rau xanh khá nhiều, nếu nấu xong để quá lâu, vi khuẩn phân hủy, lượng nitrat sẽ lại tạo thành nitrite chất gây ung thư, cho dù là bạn có đun lại cũng không thể khử được. Vì vậy không nên ăn rau đã để qua đêm. Cách tốt nhất để bảo quản canh lâu hơn đó là không nên cho gia vị như muối, mì chín vào canh khi nấu. Sau khi nấu xong, bạn hãy dùng một thìa sạc muối riêng ra một bát để ăn trong ngày, còn lại bạn hãy cho vào nồi đất hay nồi thủy tinh rồi để vào tủ lạnh. Bởi vì canh thừa để vào trong nồi nhôm, nồi. Quý vị thân mến, bản tin sức khỏe của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin sức khỏe tiếp theo của chúng tôi.